À, xin chào tất cả các bác. Nay em quay cái vườn của anh Khánh ở thôn 4 xã Đăng Hà, huyện Bù Đăng, tỉnh Bình Phước. Anh Khánh đã làm khí được năm ngoái một năm. Năm nay bước sang năm thứ hai. Năm ngoái anh sử dụng cái túi BBC ấy. Năm nay anh chuyển qua cái túi bạc này này. Đây, đây là cái túi bạc này. Đó. Và thử xem là những cái nốt khoan của năm ngoái như thế nào. Đây, đây là những nốt khoan năm ngoái. Đó, già thì không vấn đề gì, không bị dư khí. Đó, xem những cái nốt khoan này. Đây, nốt khoan năm ngoái ấy. Đây, đây là nốt khoan năm ngoái. Cây thì rất tốt, cái vườn này thì cây to, cây nó không bé đâu, cho nên làm đạt lắm. Và năm nay thì lấy được một tháng ở khu dưới này, ở đây dưới này hôm nay chuyển phát lên đây. Phát lên này. Bây giờ còn trống chỗ nào mình tận dụng chỗ đấy mình làm. Đó, những vùng da mình khoan đấy vẫn bình thường. Đây, cái đóng nắp chóp này. Nhưng hôm nay là những chút mủ, theo cái lượng mủ như thế nào. Đấy, cái này là ôi à, tràn tô. Đấy, mủ này nguyên một tô luôn. Cái vườn này đạt lắm. Cái vườn này đạt ngang với cái vườn của em đấy. Cây nó to mà, cây to cây già mà. Tiếp vài cây đấy. Đấy, những cái vùng khoan này cực đẹp luôn. Đó. Đó. Đây, nhìn kỹ này. Những cái chỗ này là mình khoan vào gỗ thì là nó mới chớm gỗ. Đấy, là nó hơi nứt ra một tí. Theo cái lượng mủ. Đây, cái này thì hơn nửa tô. Đó. À, lên xem mấy cái cây này xem là như thế nào. Cái lượng mủ này. Đấy, cái này thì ít. Ui dồi ôi, khoan nó ngay cái chỗ già, chỗ này chỗ cạo mà. Làm chỗ này thì nó mủ ít hơn một tí. À. Đây, nửa tô đây. Đó, để tí em đi xem có những cây nào nó bị dư khí ấy, rồi xong là em chỉ cho. Đây, những cái nốt khoan này, cây này vành chắc tầm 90, cây to lắm. Ui rồi đấy, nó tràn xuống dưới này bây giờ vẫn còn giỏ mà vẫn chảy luôn, khiếp thật. Đây, xem lượng mủ. Ôi giời, nguyên một tô luôn. Khiếp thật, mấy cây này khủng khiếp quá. Đây, xem nào. Đây, 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 đây. Cái này là cái dư khí đây. Đây, 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 nó bị mất một lớp da cát này, đây. Đấy. Mất lớp da cát này là do cái này hình như là tháng cuối năm này. Đây, kiểm tra cái nó biết ngay này, đây là dư khí này, hiện tượng dư khí. Cái này dư khí nhẹ. Dư khí nhẹ là nó mất cái lớp da cát như này đi. Chỗ này thì lại vẫn lấy mủ bình thường, nó không sao hết. Đấy, nó bị bóc ra như này. Đấy. Cái này dư khí nhẹ nhá, còn dư khí nặng nó lại khác nhá. Đây, đếm lỗ biết ngay à. Đây. Đây đây đây, mũi khoan này. 1 2 3 4 5 6 7. Đấy, có được 7 mũi. 7 mũi thì là dư khí rồi. Là một tháng ấy, là mình phải khoan 10 mũi. 10 mũi mà cái này là có được 7 mũi. 7 mũi thì là đáng nghĩa là còn phải thêm 3 mũi nữa. Thì mới hết một tháng thì là đã nghỉ không khoan này, là bắt đầu nó bị tồn khí trong đây. Nó phá ra một tí lớp da cát này. Đó, cho nên là các bác làm khí là phải lúc nào cũng phải sát sao trong cái việc mà căn được cái lượng khí mà nó còn tồn ở trong đây. Mình phải khoan, cái này phải khoan thêm 3 phát nữa để cho cái khí ở trong cây, khí lưu lại trong đấy là nó ra theo mủ, không là nó bị rộp ra đấy. Cái này là mất lớp da cát đấy. Đấy, như như này, như cái vườn này thì không sao,
vườn nó cây to, cây sợ nhất là cái vườn cây bé. Đây, đấy, mất da cát này, đó. Này, nguyên một lớp da, da mỏng này. Đây. Ôi, quất nguyên tô mủ, khiếp thật. Xem cái cây này, trên này này. Cái cây này là cực kỳ nhiều. Cây này vành đo được 120 mà. Ghê thật cây này. Đấy. Cây này là phải 5 kg mủ đấy. Nó còn chảy xuống dưới này mình lấy cái này đựng mà. Giờ vẫn còn đang chảy mà. Cây này cứ đều đều lúc nào cũng 2 bát đấy. Này giờ vẫn chảy âm ầm này. Chảy từ năm ngoái sang năm nay. Thời xưa cạo truyền thống thì cũng nhiều. Giờ áp khí cũng nhiều luôn. Khiếp thật. Để cái tô ở dưới này mà nó chảy theo nắp đi này. Nó không chảy thèm chảy vào tô nữa. Nó chảy theo nắp đi. Xuống dưới này đồng cả vũng luôn. Ôi. Cái này phải chế cái can 5 lít vào là mới được. Đấy, giờ là đi xuống dưới xem. Toàn vườn. Khủng khiếp luôn. Ôi, cái này cũng gần bát luôn. Ghê thật. Đây, những cái lỗ khoan này. Đấy. Nhìn nó đẹp thế này mà. Lỗ khoan năm ngoái đấy. Như vườn này làm thì đạt. Đây. Cái này là đóng năm nay, đóng phát vào là khoan đầy dưới này. Rồi, giờ đi kiếm chủ vườn xem là đang chút mủ chỗ nào. Sau một năm áp dụng phương pháp khai thác mủ cao su bằng khí thì anh có cảm nhận như thế nào? Nói chung là nó tối ưu hơn so với cái cạo truyền thống. Anh thấy cái vườn cây nó phát triển tốt. Chân tốt, không có ảnh hưởng gì sức khỏe của cây. Những cái vùng mình khoan anh thấy nó có bị sao không? Nó tái tạo tốt mà, yêu cầu đừng khoan lúng gỗ được rồi. Cơ bản thợ khoan này chúng. Vâng, cái công việc đi làm như này anh thấy nó có mệt. Nó cũng như cô, cũng như người ta cạo truyền thống hơn mệt đâu. Chỉ khác là mình không làm ban đêm. Không mệt phải làm nhất đêm. Là cái khâu chút mủ ở ngoài. Do đất mình dốc, mủ nhiều. Cái vườn của anh là 300 cây mà đạt cao nhất là của năm ngoái là bao nhiêu ạ? Đạt có nghĩa là tổng hay là một lần cạo? Một lần mình khoan. Lần mình khoan thì có lần tạ 2, tạ 25, rớt xuống 80, giữ tròn trong một năm vậy. Thế có nghĩa là cứ cao nhất là trong cái khung là 80 ký cho đến một tạ 2. 80 ký đến tạ 2. Thế sang năm nay anh thấy sản lượng nó có như năm ngoái không hay là thế nào? Tháng đầu tiên thì tăng hơn so năm ngoái đấy. Anh chia sẻ cái cách mà bón phân với lại chăm sóc vườn của anh cho mọi người cùng biết ạ. Nó thật là cái này mình bón phân hữu cơ thôi, không có gì không có. 100% hữu cơ. Có không nên phát triển, phát vừa thôi. Phát cao so mình đã không 10-15 phân là được rồi. Để cho nhìn là thoáng thôi chứ còn không nên phát triển quá. Phân hữu cơ là anh thường sử dụng cái phân gì? Phân gà. Phân heo tươi, phân bò. Nói chung tất cả các dòng hữu cơ. Nếu mà bà con mình ai có nhu cầu phân nở hay là phân đã qua xử lý rồi thì nghiên cứu sau. Ở khu vực này rất nhiều người phân phối, rất nhiều người bán. Mà bà con mình tự chăn nuôi thì lấy cái nguồn phân đó còn tốt cho cây cao su. Cây cao su tốt nhất là không nên dùng phân hóa học và không nên xịt thuốc cỏ. Anh thấy tỷ lệ côn trùng như giun ở trong cái dãy mình là nhiều hay ít ạ? Nhiều chứ, đây nè, quá trời dưới đây nè. Giun đất, mỗi ngày mỗi tăng. Vâng, vậy cảm ơn anh ạ. Rồi.
bà con có thể vào group Facebook hội khoan lấy mủ cao su bằng khí đúng phương pháp để hỏi đáp và trau dồi kinh nghiệm nhé.